Hello và xin chào tất cả các bạn. Mình là Drama Phương Bạn. Một số kênh mình là Drama. Tên là đây. Tên mình họ này được. Mình tên là Nguyễn Thành Nam. Mình họ Nguyễn Công Trinh Tộc. Quê quán Trả Nhớ Nam Định các kiểu con là điều. Hôm nay mình sẽ làm một video về mì bì fucking mì mì đi qua. Đây là lần thứ mấy sau, hình như là lần thứ 69 mình chơi game fucking mì đi qua. Thật đấy, trước mình chưa bao giờ chơi một trò một trò như cực quý như là Minecraft thì mình thấy nó cũng bình thường thôi. Làm thì mình có nhiều map video qua là như là xám ít đi. Mình bây giờ vẫn cần một ít đồ ở mình vẫn còn một ít đồ ở trong một cái map nào đó vì mình lại nhảy lột từ thế chết rồi. Và mình bây giờ đang làm một cái map mới đấy, mà là map đấy là map này. Trong Minecraft thì mình thấy nó đỡ phiền hơn là cái map mini world này, mặc dù Minecraft nhiều quái vật hơn nhưng mà mình thấy kiểu là mini world nó kiểu hơi hài đáo đi. Nhưng thôi mình không nói nữa, bây giờ bắt đầu chủ đề nhá. Bây giờ là tập đầu tiên nên mình không biết chủ đề gì. Sắt. Cái tập đầu tiên của mình làm video, nếu như các bạn muốn biết là cái map trước của mình như nào thì mình sẽ làm cho các bạn biết, như các bạn subscribe cho mình, ok. Mình sẽ làm một video kể về cái map đấy của mình vào ngày nào đó, ok. Các bạn nhớ đăng ký và subscribe và like cho mình một phát để ngờ cục xì lầu hơn. Vì hôm nay là lần đầu tiên mình làm video nên mình hơi ngại tí. Ok, mình cắt được rất nhiều giọng nên các bạn đừng ghé. Boom. Trong Minecraft thì mình thấy chơi cũng vui, nhưng mà mình hay chơi trong một cái máy chơi game. Như kiểu mình kiểu máy của mình bị lag nên không chơi được mấy cái map đấy nữa. Nếu bạn nào mà hỏi cách để làm nước với là body của cái map này đẹp như này, mình sẵn làm chỉ. Nếu như các bạn xem một slide. Xì lầu, ope lắc. Xì lầu, ope lắc là cực xì lầu, ope lắc. Mình cũng chả biết là thì chó. Ở đây đi, có chó nhưng mà có xương thì sẽ có mẹ nó. Các bạn nào biết cách có xương một cách nhanh chóng nhớ ở mình trong một cách và mình biết từ lâu rồi. Mặc dù mang các kiểu nhiều quái nhưng mà cũng đỡ mini world. Mặc dù lúc nãy là mình bảo là mini world nhiều quái hay là mang cũng nhiều quái, mình có pip nhớ mình kệ bà nó đi. Mình có Minecraft khoan xóa gì một lưỡi, mình
tải trên app tôi đây nên fuck nó bị lag. Nếu bạn nào mà tải máy khác trên app tôi đi thì máy ít nhất cũng phải là iPhone mấy, nên các bạn đừng sợ nhé. Thôi mình thấy chán, hơi chán về cái map này. Nếu bạn nào muốn biết về map cũ của mình thì mình sẵn sàng cho biết. Nếu như một diamond thì mình sẽ biết gì nhỉ? Mình tại sao mình làm video mà nói nhiều thế nhỉ? Để các bạn nào nghe tiếng của cái đạo giáo xuất kích thì mình bật lên cho vui thôi nhé. Đứng đi mình chổ chê. Mình cũng chả biết là video này được bao lâu rồi. Bố thằng nó biết được. Mình một video mình chỉ làm được khoảng 10 mấy phút thôi. Nếu thôi mình không có sập. Thôi các bạn nghĩ nào thì cứ là trong cái comment tới vì nhá. Mình cũng chả quan tâm đâu. Cái này là mình chỉ làm từng ngày thôi, lần sau mình có thể làm video hay là bất kỳ gì đó, nhưng chắc là khoảng tí nữa thôi, chắc ngày mai mình làm ra một video nữa. Ok, các bạn nhớ subscribe cho mình nhé. À, bây giờ mình cho các bạn xem một cái map mới của mình. Map này mình cũng chả cần dùng credit lắm đâu. Mình không cần cái dùng credit mà mình chỉ cần dùng cái gì? Cái survival vẫn được. Đây mình cho bạn xem. Đây. Cái này là mình lúc nãy mới vào làm video bị hỏng nên mình làm này. Đây. Về con chó của mình. Đây, đồ mình ấy. Để gắn đâu. Mình có nhiều thứ ở trên nhà đấy. Bây giờ mình dùng một cái map kia thì mình hơi phí nên các bạn bỏ qua cho mình nhé. Đây. Nhìn trong cái này kiểu lắc lắc đi. Thì chắc là mình tải app tôi đi về. Bây giờ thì mình nghĩ là khoảng vài ngày nó mới khỏi. Đấy, vừa lắc xong. Đây. Lần trước là mình đào đây này. Mình đào đây mới tìm được nhiều vàng cơ. Một kiểu là một ngày mình cứ đào bừa. Thế là gành ngu tìm thấy mấy cái này. Mình bị chết nhiều lần đây nên hơi gắt. Gắt phết. Đầu là mình không có ý định làm cái mới đâu, mà định làm mấy cũ thôi.
Cái này là lần trước là mình mời một anh em họ vào đây. Thế là một cái ông anh này giết giết cái spawner ở đây. Thế là mình lấy cái tơ là cuối cùng là ông mà cái ông ấy chả quan tâm. Nacho Fed, Nacho Fed thuốc uống cho người yêu sinh lý. Xem nào. Chết được. Đấy. Bị lag đấy các bạn. Các bạn nhớ là đừng bao giờ tải cái app tôi đi nha. Đến, hồi xưa tôi cũng tải trên cái máy của bố mẹ thế là lag lag. Trong một kép ấy, tôi đùa đấy. Chưa bao giờ dùng tải trên cái của điện thoại bố mẹ đâu. Dạng gì? Tôi mới dùng được khoảng mấy dùng cái máy này khoảng 2 tháng thôi. À không, khoảng mấy tháng ấy. Mà tuần trước luôn tải cái app tôi đi khoảng vài ngày thì nó mới khỏi. Lần trước tôi cũng thế. Mới thứ hai là tôi luôn tải cái app tôi đi nên nó hơi trong hơi lắc lắc. Chỉ hơi hơi chứ không phải lắc hẳn. Mình mãi chơi quá nhưng quên mất là mình đang làm video. Vui rồi. Đây. Nếu các bạn hỏi mình làm nào ấy thì mình biết. Các bạn tự nhiên hiểu. Mà mấy bạn biết rồi thì đừng chửi mình trên comment nhá. Đứa nào chửi mình lại bắt nó tiếp. Tìm ra cảnh nó. Nếu các bạn mà muốn tìm ra kênh của mình ấy thì cứ ấn là gì mình quên, để tập sau mình nói nhé. Thôi lúc nãy hình như là mình làm khoảng 15 phút rồi, khoảng 11, 10 mấy phút rồi. Thôi, bye bye các bạn.